Hello các bạn nha. Tiếp tục trả đơn những cái động cơ mà cỡ lớn các bạn ha, những động cơ mà cỡ lớn. Con này chế tờ, chế xe điện các kiểu nha. Tua tối đa là 240 vòng một phút ở 24V nha. Các bạn chạy 12 thì nó ra là 120 vòng một phút. Ở đây có đảo chiều nha. Đảo chiều. Nè, đảo chiều. Đầy đủ hết. Bật ở giữa thì không chạy nha. À, rất là hay. Đảo chiều. Con này là siêu khỏe đó. Bạn nghe âm thanh rất là đã ha. Ok, motor của Nhật nha, Machin Japan. Cốt lớn. Bộ này của anh khách nha. Thì khách mua như thế nào cũng bán nha. Mua động cơ không thì con này là 1 triệu à, bao ship. Còn mua cái IC này thì mình không có bán rời. Khách nào mua IC thì lên Shopee Lazada mua. Tại vì IC này mình cũng mua trên đó về nha. Cũng không có buôn bán cái IC này. Động cơ này khách nào mua trọn bộ thì mình sẽ đặt trên Shopee về mình ráp nha. Động cơ này là 300W qua hộp số, đầu ra 240 vòng. Con này 1 triệu bao ship. Và tiếp theo thấp hơn thì có 250W nha. Giá là 720k bao ship con này. Còn cái IC á, mình cứ cộng vô 280k nha các bạn. Còn cái đảo chiều thì là 40k đó. Thì mà khách nào cũng muốn mua thì cứ cộng dồn tiền vô, tính tiền lên. Còn cái 100W này thì là 400 đó, các bạn cứ tính lên nha. Đặc biệt hôm nay thì có cái loại mà 150W nha. 150W, cái nào ta? 550k. Nó nằm giữa cái phân khúc là 100W và 250W này các bạn. Con này 150W nha. Nó sẽ khỏe ha. Và to hơn cái con 100W một chút xíu. 150W 6212 6424 144W nha. Thì mình tính chẳng là 150W nó dễ các bạn. Đó, bữa nay cũng đi hai con này. Giá là 550k ha. Các bạn có thể nào, có những khách nào mà cần nó mạnh hơn 100W xíu, nhưng mà nó ít tiền hơn cái con 250W nè, là 720k thì là chính là con này. 550k bao ship ha. Rất là ok luôn. Đó. Và có nhiều khách hỏi các bạn, cái encoder được còn sống không? Còn sống nha các bạn. Ha, sống bình thường nha. Đó. Ok. Bữa nay trả mấy đơn nha. Cảm ơn các bạn đã xem video.